Chào các bạn, ngoài vịt luộc, vịt nướng hay là vịt kho này, vịt om sấu thì các bạn hãy thử làm món vịt xào dứa nhé. Ngon, lạ miệng, rất thú vị khi thưởng thức đấy ạ. Nguyên liệu của món này thì mình có thịt vịt, một quả dứa vừa chín tới, hành tỏi, gừng, ớt, thêm một quả ớt sừng nếu có để món xào được đẹp mắt hơn. Rau nêm là hành lá, mùi tàu, rau ngủ cùng với các gia vị nêm nếm thông thường. Để làm vịt xào thì thường mình sẽ lọc sẵn thịt ra như thế này để thịt nó dễ thấm gia vị này. Khi xào nó cũng nhanh chín hơn nữa và dễ ăn. Nếu như không lọc thịt thì lát nữa khi mà các bạn chặt miếng thì các bạn chặt miếng bé thôi nhé. Thịt vịt này thì mình sẽ bóp cùng với muối hạt. Và nếu có rượu gừng hoặc là rượu trắng thì các bạn bóp cùng với muối hạt này để làm sạch và khử mùi hôi của thịt vịt nhé. Mình sẽ bóp kỹ, sau đó thì sẽ mang rửa sạch lại. Khi thịt vịt đã ráo nước rồi thì mình sẽ thái lát miếng vừa ăn, có độ dày khoảng tầm 1,5cm là phù hợp. Ngoài thịt vịt thì các bạn làm lòng vịt xào dứa cũng rất ngon đấy ạ. Thịt vịt sau khi thái xong thì mình sẽ ướp cùng với một chút gia vị và một thìa cà phê bột nêm, nửa thìa cà phê bột ngọt, nửa thìa cà phê tiêu xay, một thìa canh nước mắm, một thìa canh dầu ăn. Mình sẽ bóp trộn đều và để cho thịt vịt nó thấm gia vị trong khoảng 15 phút nhé. Tiếp đến thì mình sẽ băm nhỏ hành, tỏi và gừng. Nếu ăn được cay thì các bạn băm nhỏ thêm một quả ớt nhé. Dứa này thì sau khi gọt vỏ, bỏ mắt thì mình sẽ bổ lầm tư và mình sẽ gọt bỏ lõi đi và sẽ chia ra cắt thành những miếng hình tam giác nhỏ. Hành lá, mùi tàu, rau ngủ thì sau khi nhặt và ngâm rửa nước muối sạch sẽ thì mình cũng thái nhỏ này. Ớt sừng thì mình sẽ sắt lát chéo. Và sau khi các nguyên liệu đã sơ chế xong rồi thì mình sẽ đi xào thịt vịt. Đầu tiên thì mình sẽ phi thơm hành, tỏi, gừng, ớt băm cùng với một ít dầu ăn. Và mình sẽ phi thật vàng thơm lên nhé. Ở bước này thì các bạn có thể cho thêm một chút xíu nước mắm mình phi cùng với hành, tỏi và gừng. Nó sẽ giúp cho món xào dậy mùi thơm hơn rất nhiều. Và khi hành, tỏi, gừng vàng thơm rồi, mình sẽ chút thịt vịt vào để xào. Các bạn nhớ là mình sẽ xào thịt vịt ở lửa lớn cho cái lớp da bên ngoài nó có cái tạo cái độ bùi thơm, còn là bên trong thịt nó vẫn giữ được cái độ mềm ẩm nhé. Mình sẽ xào đến khi mà thịt vịt nó chín tới không còn màu đỏ nữa thì mình sẽ cho dứa vào đảo đều. Và sau khi đã thấm đều dầu cũng như là gia vị rồi thì mình sẽ nêm nếm lại gia vị vừa ăn. Như ở đây thì mình sẽ cho thêm một chút dầu hào. Liều lượng gia vị thì các bạn điều chỉnh sao cho phù hợp với khẩu vị nhé. Và sau khi đã nêm nếm gia vị thì mình sẽ xào thêm khoảng tầm 2 đến 3 phút nữa. Là thịt vịt và dứa thì đều đã chín và nó tiết ra các cái chất ngọt và chua dịu rồi. Lúc này thì mình sẽ cho hành lá, rau ngủ, mùi tàu và ớt sừng vào. Mình xào nhanh thêm khoảng tầm 5 đến 6 giây nữa thôi. Mình sẽ tắt bếp và cho món ăn ra đĩa. Vịt xào dứa thì mình thấy làm nhanh và rất thơm. Cái món vịt xào này thì nó khá lạ miệng. Cái hương vị chua ngọt dịu của dứa nó quyện vào độ đậm đà của thịt vịt thì rất ngon. Mùi tàu và rau ngổ thanh thơm, ớt cay nhẹ là cũng giúp cho món ăn này hấp dẫn hơn nữa. Hy vọng là sau video này thì các bạn sẽ biết thêm một món ăn ngon nữa để nấu cho cả gia đình cùng thưởng thức nhé. Và nếu như thích video này thì các bạn hãy nhấn like và nhấn nút đăng ký nữa để ủng hộ cho Cúc Béo nhé. Và nếu muốn tham khảo nhiều món ăn hấp dẫn cho bữa cơm gia đình thì các bạn có thể ghé qua trang blog của mình là cucbeo.com ạ. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.